Chào tất cả mọi người, rất là vui buổi sáng hôm nay là một ngày cũng rất là đặc biệt, ngày sinh của bác, có dịp để chúng ta kết nối với nhau. Thì Trinh cũng cùng với các diễn giả của ngày hôm nay cũng rất là hân hạnh để có buổi mình chia sẻ trò chuyện với các bạn trong nhóm Startup cũng như những các bạn mà nói chung dẫn dắt doanh nghiệp. Hy vọng là buổi chia sẻ này sẽ mang lại nhiều cái ích lợi và thực tế để các bạn có thể áp dụng gì cho doanh nghiệp của mình. Một trong những cái thách thức mà Trinh thấy nổi cộm lớn nhất trong cái về khởi nghiệp cũng như dẫn dắt doanh nghiệp thì đó là vấn đề về nhân sự. Thì Trinh xin phép trong vòng 20 đến 25 phút đầu sẽ chia sẻ tổng quan về xu hướng nhân sự trong khu vực Việt Nam, cái chuỗi giá trị quản trị nhân sự cho một doanh nghiệp như thế nào và những cái gì highlight để các bạn lưu ý trong cái hành trình mình dẫn dắt doanh nghiệp của mình phát triển. Rồi sau đó mình sẽ có phần chia sẻ các câu chuyện thực tế, panel discussion. Người đợi chút nha. Okay. Rồi Trinh xin phép một phút qua giới thiệu nhanh về Talanet. Một số bạn chưa biết đó, thì Talanet là khởi nguồn từ Trinh làm ở BWC 13 năm. Nhưng do cái Enron nó conflict of interest đó, các công ty kiểm toán thì không có giữ cái bộ phận headhunt được. Thành ra là Trinh handover với cái deal với BWC để chuyển giao toàn bộ cái bộ phận tuyển dụng và tư vấn của BWC để thành lập Talanet, đã khởi nghiệp 12 người. Thì sau 13 năm thành lập, hiện tại có khoảng 300 người và phát triển toàn bộ và bring giá trị đến các khách hàng, phục vụ là các khách tập đoàn, khách hàng lớn và các cái doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng và phát triển, và cung cấp toàn bộ giải pháp trên thị trường từ tuyển dụng cấp cao cho đến các cái hoạt động tuyển dụng mass, tư vấn nhân sự, các hoạt động outsourcing, các hoạt động đào tạo cũng như là những cái chuỗi giá trị về tech, về HR trong tương lai. Trọn bộ và Talanet là partner của ADP, là số 1 thế giới về outsourcing, và Mercer là số 1 thế giới về consulting. Rồi, thì Trinh chia sẻ cái xu hướng nhân sự trong khu vực 2021 để mình nhìn thấy toàn cảnh. Thì rõ ràng chúng ta thấy thế giới thay đổi rất là nhiều á. Và khi mà tư duy các doanh nghiệp bây giờ hoạt động thì cũng hoạt động theo một cái góc nhìn là đối tác nhiều, đối tác chiến lược nhiều và không có tự thân vận động phát triển doanh nghiệp của mình, mà cố gắng kết nối làm sao tạo ra chuỗi giá trị và có nhiều cái đối tác, nhiều cái stakeholder mà có liên quan để mình phát triển cho mình. Cũng như ở góc nhìn nguồn nhân lực đi, thì mình cũng không hẳn là dùng chỉ cái nguồn nhân lực cho bản thân công ty mình là cái nhóm nhân viên toàn thời gian, mà có thể dùng nhiều resort khác nhau, từ cái chuyện mình outsource cho đến chuyện mình dùng các cái freelance cho dự án, dùng các chuyên gia cho bán thời gian nữa, chứ không phải chỉ là nhân viên không. Đó, cái góc nhìn mình nó sẽ rộng hơn, mọi người sẽ thấy được cái cuộc chiến về reskill, tái đào tạo lại các kỹ năng rất là quan trọng, tại vì sẽ thay đổi. Ví dụ như một doanh nghiệp họ trong ngành sản xuất, mà nếu mà họ thay thế, có dự định thay thế robot trong nhà máy đi, thì họ phải suy nghĩ trước là làm sao mà họ nâng tái đào tạo các kỹ năng mới để cho người công nhân họ không phải chỉ vận hành máy hao, mà là có thể họ là vận hành các cái robot. Thì các cái kỹ năng đã thay đổi rất là nhiều, và làm sao mà tập trung về cái việc mà trải nghiệm nhân viên vô cùng quan trọng. Trước đây á, mình quản trị nhân sự theo chức năng, ví dụ như chức năng về tuyển dụng, chức năng đào tạo phát triển, chức năng về lương bổng phúc lợi. Nhưng mà bây giờ mình quản trị theo cách mới, là điều quan trọng nhất là cái trải nghiệm của nhân viên trong mỗi điểm chạm khi họ kết nối với tổ chức và họ hạnh phúc, giống y như là trải nghiệm của khách hàng vậy đó. Thì trải nghiệm nhân viên là khi mà công ty mình đang tuyển dụng và ứng viên họ gửi CV vào, thì cái việc mà đầu tiên ấn tượng với công ty mình như thế nào,
Thì trong cái đó cái hành trình đi theo là đến khi họ phỏng vấn, họ ấn tượng công ty mình ra sao và họ thích, yêu thích công ty mình và bước vào công ty mình. Vào ngày đầu tiên thì mình cũng phải sắp xếp như thế nào để họ có cảm nhận đây là một cái công ty có một cái sự chuyên nghiệp. Sau đó xây dựng, xét các KPI cho cái người đó. Đến khi người đó làm việc hiệu quả rồi đưa ra kế hoạch phát triển cá nhân cho người đó hoặc là có những chính sách tưởng thưởng cho cái người đó. Thì nguyên cái hành trình họ cùng đồng hành với tổ chức thì mình cũng sẽ phải sắp xếp làm sao cho người nhân viên họ cảm thấy mỗi cái hành trình và mỗi cái điểm chạm moment á mà họ cảm thấy hạnh phúc với tổ chức. Thì cái điều đó rất là quan trọng, chứ nó không phải là chức năng của nhân sự nữa. Và như vậy thì cách mình thiết kế để làm sao bảo đảm rằng những cái khoảnh khắc người nhân viên họ kết nối với tổ chức là họ hạnh phúc, thì nó đòi hỏi rất nhiều ở cái hành trình ngoài cái chuẩn hóa các cái quy trình của mình. Tại vì chỉ có cách chuẩn hóa thì mới đồng bộ và mới tạo được cái chất lượng của cái hỗ trợ. Nhưng cái chuẩn hóa cũng chưa đủ, nó chỉ là quy trình và hệ thống. Ngoài ra cái nghệ thuật á, cái năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và kết nối với con người của tổ chức trở nên vô cùng quan trọng. Và đó là cái hành trình mà tất cả lãnh đạo đều phải nhìn thấy chuyện đó. Nên vai trò nguồn nhân lực không phải ở CEO, không phải ở người chủ, mà là ở trách nhiệm của tất cả các quản lý trong tổ chức đó cùng đồng hành với nhân viên của tổ chức đó. Thì do đó cái việc chiến lược truyền thông, các cái hoạt động kết nối như thế nào rất quan trọng. Chiến lược nguồn nhân lực vô cùng quan trọng để mình định vị mình khác biệt với đối thủ, khác biệt với những công ty trong ngành như thế nào, DNA của mình ra làm sao. Đó. Thì do đó cái việc năng lượng trải nghiệm nhân viên vô cùng quan trọng. Và đo lường là đo lường ở chỗ đó. Và khi mà mình bây giờ tất cả các quyết định của mình sẽ thông qua cái việc tiếp cận số hóa và khoa học. Phải có data, phải có dữ liệu. Ví dụ mình muốn sử dụng ngân sách hiệu quả trong lương bổng phúc lợi thì mình phải benchmark với thị trường những cái công ty mà mình muốn so sánh để mình biết mình đang nằm đâu so với thị trường. Ví dụ mình cao hay thấp thì lúc đó mình mới dùng cái ngân sách mình cho cái nhóm khi tăng lương thì tăng đúng cái nhóm nào mình cần tăng thì cái hiệu quả chứ không còn cạo bằng nữa. Thì tất cả các quyết định của mình đều qua data, hoặc là mình có những cái sáng kiến để mình tăng cường kết nối nhân viên, gắn kết nhân viên và tăng sự hài lòng nhân viên, thì mình cũng phải có data. Mình cũng phải hiểu sâu sắc là từ nhân viên họ nghỉ việc vì những cái lý do gì, từ cái gốc là cái gì, và những nhân viên hiện tại họ mong muốn cái gì, và họ có những phản hồi với tổ chức, những cái điểm gì họ hài lòng, những cái điểm gì họ không hài lòng. Thì tất cả những cái đó cũng phải có những cái dữ liệu mà tương đối khách quan và chính xác. Mà nhiều khi tự mình làm thì cũng không khách quan, thì nhiều khi cái kết quả nó cũng không có đúng. Nên thật ra đối với quản trị và nhân sự bây giờ cũng cần khoa học rất là nhiều, cần có một cái hệ thống quá nó chuẩn hóa, cần các cái dữ liệu quyết định nó phải thông qua các cái dữ liệu cần có. Nhưng mà nghệ thuật nó cũng rất là quan trọng trong việc đặt trái tim, trong việc truyền cảm hứng, trong việc kết nối cái khía cạnh với nhau. Thì Trinh nghĩ do đó nó rất là thú vị trong cái hành trình này và không hề dễ. Tại vì nếu mình đặt là chỉ trả lương, chỉ operation, chỉ làm những việc admin và đi sau cái business ấy, thì thật ra mình bị thiếu cái cơ hội đi. Mình thiếu cái cơ hội để mình dẫn dắt thị trường và mình tiên phong. Nếu mình muốn nâng tầm tổ chức thì cái nguồn lực nó vẫn là một cái rất là quan trọng. Và Trinh nghĩ rằng là cái môi trường xu hướng mình thấy là vì COVID thì cái việc mà sự an nhiên vô cùng quan trọng đối với nhân viên. Trên thế giới nó còn quan trọng hơn nữa. Và mọi người rất quan tâm về khía cạnh này. Nên các tập đoàn họ cũng rất là quan tâm đến các cái chính sách để thể hiện chăm sóc một nhân viên mình nhiều hơn. Và cái việc phát triển áp dụng tự động hóa vào trong cái chuỗi sản xuất hay chuỗi phục vụ khách hàng rõ ràng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà có một cái điều mình sẽ thấy rằng này nè. Mình có rất là nhiều thế hệ trong cái làm việc trong môi trường của mình. Giờ mình sẽ không cho một chính sách cho tất cả mọi người được. Giống như mọi lần mọi người sẽ có cái hiện tại trong business mọi người có omnichannel, đúng không? Trong một cái omnichannel thì mình phục vụ rất là nhiều đối tượng khác nhau. Thì thật ra mình sẽ không phải phục vụ theo kênh nữa, mà mình đi theo segmentation, theo đối tượng khách hàng rất là nhiều. Thì đối với nhân viên cũng y hệt như vậy.
Nhưng nhân viên mình có nhiều thế hệ, dĩ nhiên bên startup thì Trinh biết mấy bạn cũng rất là trẻ, có thể là chỉ 8X, 9X và 2000 trở đi. Nhưng mà một số doanh nghiệp khác thì có nhiều thế hệ từ 6X, 7X luôn, trải dài 4, 5 thế hệ. Thì làm sao mà mình có thể kết nối được, mình leverage được và mình đặt ra các cái chính sách cùng một ngân sách như vậy, thì các cái chính sách về phúc lợi khác nhau một chút để đúng theo nhu cầu của từng nhóm nhân viên. Thì đó cũng là thể hiện cái sự linh hoạt trong tổ chức. Và như vậy cái việc mà điều chỉnh lương bổng, phúc lợi cũng rất là quan trọng để kết nối với nhân viên. Và những cái thách thức á, cho dù trong công nghệ có làm một khảo sát á, các bạn sẽ thấy được, cho dù anh là công ty công nghệ đi nữa thì thật ra cũng quay về cái gốc, nghĩa là khác biệt là cái EVP á, để xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của mình á, cái việc lương thưởng vẫn là cái quan trọng. Cái đó là cơ bản Maslow, chắc chắn mình phải đủ, vừa đủ cạnh tranh ở trong ngành của mình. Rồi những cái yếu tố khác cũng khá là quan trọng về văn hóa doanh nghiệp, làm sao kết nối gắn kết, họ cảm thấy yên tâm trong cái tổ chức và họ yêu cái môi trường đó. À, lãnh đạo truyền cảm hứng vô cùng quan trọng. Mà đối với doanh nghiệp nhỏ của mình đây là lợi thế. Nếu mình làm tốt thì đó là lợi thế của mình. Một chút mình sẽ chia sẻ tại sao nó là lợi thế, đúng không? Rồi các chính sách phúc lợi, rồi kết nối linh hoạt. Cái sự linh hoạt trong môi trường startup và môi trường mà về công nghệ á, thì lại là lợi thế. Tại vì cái độ linh hoạt sẽ cao hơn, và đó là cũng là một xu hướng của các bạn trẻ, họ rất thích chuyện đó. Họ không thích làm trong một cái hệ thống tổ chức mà rất là nhiều tầng lớp và không có sự linh hoạt ở đó. Thì mình sẽ biết những cái lợi thế nào mình nhấn để mình dùng đó là lợi thế cho doanh nghiệp của mình, để thu hút nhân tài vào và tạo ra được cái không gian để cho mọi người cảm thấy là tự chủ trong công việc, được trao quyền trong công việc. Thì đó là những cái xu hướng mấy bạn trẻ rất là thích. À, và như vậy thì chúng ta sẽ thấy được á, là các xu hướng á, trong cái việc mà tự động hóa các công việc á, ảnh hưởng như thế nào. Dự báo 45% sẽ thay thế bằng robot, chatbot tự động hóa, nhưng thật ra công việc mất đi chỉ có 10% thôi. 35% còn lại công việc sẽ thay đổi là bằng cách là nâng cao những cái kỹ năng khác, những kỹ năng mà sẽ tập trung nhiều. Những cái công việc lặp đi lặp lại sẽ được thay thế bằng robot, chatbot. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ phải tái đào tạo nhân viên các kỹ năng mà khó hơn, thách thức hơn, đặc biệt những kỹ năng liên quan đến những cái về về chuyên môn nhiều nè, về tăng cường các cái kết nối mối quan hệ về khách hàng, mối quan hệ về đối tác và mối quan hệ trong cái chuỗi, tất cả liên quan đến EQ, đến cái relationship, rất là nhiều các kỹ năng đó vô cùng quan trọng. Và nó sẽ xoáy về những cái cạnh đó hơn, nhiều hơn. Tại mình sẽ dùng công nghệ, mình sẽ dùng các cái phương pháp để mình tạo ra giải pháp. Nhưng mà để mà khách hàng mua thì cần có sự tác động, cần có sự kết nối và cần có sự xây dựng mối quan hệ tốt. Đó. Chứ đâu phải vì họ mua vì giải pháp của mình không. Nó không đủ, đúng không? Để retain khách hàng. Và như vậy đâu là những kỹ năng cần thiết? Thì mọi người sẽ thấy giờ là 10 kỹ năng quan trọng, thì mình sẽ thấy là các kỹ năng liên quan đến trí tuệ, thông minh, cảm xúc rất là nhiều, EQ, nhưng mà trong đó cái phần là linh hoạt cũng như là vấn đề giải quyết vấn đề, thì đó là những kỹ năng quan trọng. Và khi tuyển người ta cũng đặt ra những cái, đây là những cái kỹ năng quan trọng khi mình phỏng vấn người để chọn vào. Tại vì những người mà có cởi mở, chịu thay đổi, linh hoạt, những người mà giải quyết, có kỹ năng, có cái tư duy phản biện, giải quyết vấn đề tốt và kết nối con người tốt á, đồng cảm, thấu hiểu tốt, thì dĩ nhiên sẽ dễ phát triển nhanh hơn và có nhiều cơ hội hơn trong cái thị trường ngày hôm nay. Và ba lý do, thật ra ba lý do này ở châu Á nhưng mà ở Việt Nam cũng vậy à, nó trên khảo sát nó cũng giống nhau à, là đa số mọi người sẽ mong muốn có nhiều cơ hội phát triển, rồi lương bổng phúc lợi là quan trọng, và điều đặc biệt là quan hệ với sếp quan trọng lắm. Nhiều khi nhiều nhân viên họ yêu là yêu công ty, nhưng mà khi họ nghĩ là vì sếp họ nghỉ, nên vai trò sếp á, có giữ được nhân viên hay không á, cái vai trò ở sếp quan trọng lắm, nên các công ty họ cũng rất tập trung vào việc đào tạo và phát triển năng lực của lãnh đạo và năng lực của quản lý.
thật ra hai cái năng lực nó rất là khác nhau. Đó, lãnh đạo là ở cái vai trò lead, thì anh lead một cái team, thì trong đó có cái dàn management, có manager, có team luôn. Còn manager họ làm về chuyên môn nhiều, họ lead các nhân viên, thì rõ ràng nó có nhiều cái khía cạnh nó khác. Thứ hai nữa là trong trường hợp mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa không có cơ hội để phát triển thì như thế nào đây? Thì thật ra ở đây ý nghĩa cơ hội phát triển không phải là cái việc chỉ là thăng chức, mà là chúng ta sẽ nhìn theo cái chuyện phát triển hàng ngang và đi về hàng ngang và hàng dọc luôn á. Hàng ngang là mình tạo nhiều dự án mới, tạo nhiều cái cơ hội sáng tạo những cái dự án, những cái hoạt động kinh doanh mở rộng mới, thì hoàn toàn đó cũng là một cái sức hút đối với các bạn trẻ, thích gì cái gì thách thức, thích cái gì mới và đột phá, thì mình sẽ biết cách để tạo những cái cơ hội đó cho các tài năng của tổ chức của mình. Đối với Việt Nam mình thì lực lượng lao động trẻ nhiều và phát triển, nhưng mà cái việc thiếu hụt hiện tại rất là lớn á. Tại vì trước đây mọi người thấy á, cái chiều về nguồn lực á, khi các công ty có nhu cầu phát triển thì chủ yếu nguồn là từ ví dụ như FDI ở châu Âu, Mỹ, họ vào Việt Nam, họ cần kiếm nguồn lực đó. Hoặc là các doanh nghiệp Việt Nam mình phát triển mở rộng cũng cần cái nguồn nhân lực để bổ sung. Nhưng bây giờ mình sẽ có thêm được một cái nguồn nữa là khá lớn, là các công ty trong vùng như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật, họ rất muốn đầu tư vào Việt Nam thì họ muốn mở rộng thị trường quốc tế, thành ra cái cơ hội tìm kiếm các hay bổ sung nguồn lực cho các doanh nghiệp này cũng nhiều lắm á, đặc biệt trong nhánh sản xuất. Thành ra cái việc cạnh tranh bây giờ thiếu nguồn lực, cả công nhân cũng thiếu nữa, công nhân và tất cả các cấp luôn. Và như vậy thì các cái chính sách để thu hút người, nhiều khi ở startup mình nó có những ý tưởng hay á, thì mình thu hút người có thể là không quá khó, nhưng mà mình giữ người là khó hơn nữa đó. Thì làm sao mình phải cân đối cái việc cái chiến lược mình thu hút như thế nào và giữ người ra làm sao, thì nó là một cái hành trình về quản trị. Mình phải đặt ra được các cái mũi nhọn của mình cho cái hoạt động này. Và cái vừa hoạt động các doanh nghiệp cũng rất là quan trọng về chi phí, bắt đầu thời vũ rất là thách thức, thành ra cái việc quản trị chi phí, quản trị cash flow vô cùng quan trọng, cũng như là xem xét nguồn lực cũng như là một tài sản. Trước đây khi mình phát triển nóng á, thì cái chuyện mình cứ tuyển người, nhưng rõ ràng bây giờ mặc dù có thể mình may mắn nằm trong những cái ngành tuyển nóng đi nữa, mình cũng không nên cứ tuyển người, mà mình phải thực sự nhìn lại tổng tài sản nguồn lực của mình, doanh nghiệp mình đang có mạnh cái gì, yếu cái gì, cần bổ sung nguồn lực nào, để mình chọn lựa cái việc bổ sung lực lượng giống như một cầu thủ trổ bóng vậy đó, thiếu cái chất gì và bổ sung đúng cái chất đó, chứ không phải tuyển tràn lan theo cái vị trí thấy vị trí đó nghỉ việc là cần tuyển vào. Không phải, mình phải nhìn toàn bộ tổng tài sản mình, thì đó là cái năng lực rất là quan trọng, kiểm kê tài sản về nguồn lực. Và như vậy thì cái việc mà số hóa tự động hóa của mình rất là nhiều trong cái xu hướng thương mại điện tử ha, thì đó là những cái xu hướng, thì nó ảnh hưởng về ngành nghề, nó cũng phát triển rất là nóng trong những cái ngành đó. Tỷ lệ tăng lương của mình trong năm nay thì dự báo thì 2021 thì 7.9% chung là cho các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài là 7.5%. Nhưng mà cái việc này thì nó hiện tại cái tỷ lệ mà trả lương của doanh nghiệp Việt Nam mình vẫn còn thấp hơn so với nước ngoài. Và cái việc này là chỉ số tham khảo thôi. Nhưng mà cái việc mình tăng lương hay không là mình phải so mình với thị trường trước, để mình coi mình đang nằm ở đâu so với thị trường. Từ lúc đó nếu mình đang cân bằng, đang mà nằm cạnh tranh hoặc cao hơn thị trường thì mình có thể điều chỉnh cái tỷ lệ tăng lương theo thị trường. Nhưng nếu mình thấp hơn nhiều so với thị trường á, thì mình phải có một cái ngân sách riêng gọi là điều chỉnh theo thị trường, để cái năm đó là mình đẩy cái chế độ của mình, lương bổng phúc lợi của mình được cạnh tranh trong cái ngành của mình. Và như vậy tỷ lệ không tăng lương của năm 2020 mọi người sẽ thấy rất là cao, 34% lận. Cái doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn về Covid, nước ngoài thì ít hơn, nhưng mà năm nay thì tỷ lệ không tăng lương thì dự báo không có nhiều như năm trước. Ngân sách tăng lương thì trong đó ở những cái khoản bao gồm công ty có không tăng lương và tăng lương. Và mọi người thấy sao cái khoảng cách giữa công ty Việt Nam và nước ngoài,
có khác á, quản lý mình vẫn còn thấp hơn nước ngoài trong cùng ngành 33%, nhưng mà với lực lượng lao động phổ thông thì không có trên nhiều lắm. À, một chút lý do mà các doanh nghiệp Việt Nam các bạn sẽ thấy là tuyển cái người đó vô trả lương gấp đôi gấp ba. Thật ra các doanh nghiệp Việt Nam sẽ trả lương cho một số vị trí cần thiết rất cao, nhưng khi mình xây dựng toàn hệ thống cái data của toàn công ty á, thì cái cấu trúc của Việt Nam mình á, chưa xây được từ trên xuống dưới mà nó chuẩn, thành ra là sẽ có những cái vị trí rất cao nhưng có những vị trí thì nó chưa đồng bộ. Trong khi đó cái chất lượng mà nguồn lực doanh nghiệp nước ngoài họ tuyển vào, đầu vào rất là chặt, nên khi mà cái lực lượng lao động của họ cho tất cả các cấp đều là theo một cái chuẩn luôn, thành ra cái đồng bộ như vậy thì toàn bộ lực lượng lao động của họ, tổng cái lực lượng lao động của các công ty nước ngoài so với các doanh nghiệp Việt Nam á, mà cùng ngành á, thì công ty nước ngoài vẫn cao lương, đã cao hơn doanh nghiệp Việt Nam mình. Nhưng mà thấy ở cơm ba thì mọi người sẽ thấy cái tỷ lệ giảm dần, nghĩa là cái tỷ lệ thưởng của Việt Nam mình nhiều hơn, số tháng thưởng của Việt Nam mình nhiều hơn. Và đây là cái theo ngành nè, để mình thấy những cái ngành nào đang trả cao và trả thấp trên thị trường toàn ngành á, 16 ngành thì dầu khí là vượt bậc rồi, là hàng đầu rồi, đặc biệt đặc thù ha. Thì mình sẽ thấy những cái ngành mà cái lực lượng lao động ít ở cái cấp lao động phổ thông á, thì có xu hướng là cộng tất cả các cái lực lượng lao động vào á, thì cái ngành đó trả cao. Và đặc thù ngành đó là cái margin nó cao, tỷ suất lợi nhuận cao, công nghệ hóa chất, thương mại, y dược, bảo hiểm. Còn những cái ngành mà mình sẽ thấy được là cái chỉ suất lợi nhuận nó thấp, và ngành nó về operation nhiều, về vận hành điều hành nhiều, và lực lượng lao động cấp thấp rất là nhiều, thì kéo theo tổng ngành á, thì cái mức mặt bằng lương không cao. Có lẽ bất động sản sản xuất, nhưng mà đặc thù bất động sản thì họ lại trả quê hồng nhiều hơn là lương. À, thì mình sẽ thấy được cái toàn ngành 16 ngành như vậy. Và khi mình ở doanh nghiệp mình ở cái ngành nào thì mình cũng sẽ hiểu để mình benchmark với trong ngành, để mình biết mình đang nằm ở đâu, và mình so đúng ngành thì nó vẫn tốt hơn, để mình biết là các cái doanh nghiệp làm cùng ngành với mình đang trả như thế nào ra sao. Và cái này là thưởng, chỉ số này là thưởng, thì mọi người sẽ thấy là cái chỉ số doanh nghiệp Việt Nam á, họ đặt ngân sách cho thưởng gọi là thưởng năm á, thưởng theo hiệu quả công việc á, performance bonus á, thưởng theo hiệu quả công việc á, là tỷ lệ của Việt Nam mình cao hơn. Nhưng mà trong năm 2019 thì cái 20 rồi nó cũng không là, coi như là cái đó là dựa vào cái trả thật á, theo cái hiệu quả công việc của doanh nghiệp, nên đâu đó nó cũng không có khác biệt nhiều. Và khi khó khăn thì rõ ràng cái phần thưởng theo hiệu quả nó sẽ thấp đi so với những năm trước, cũng đâu đó khoảng 2 tháng lương thôi. Nhưng mà tùy ngành, ví dụ ngành ngân hàng hay ngành high tech thì thưởng cao, những cái ngành như ngành sản xuất hay ngành bán lẻ thì tỷ lệ thưởng nó thấp đó. Dự báo thì toàn thị trường mình cũng 40% muốn tuyển người thêm, rồi dự định không thay đổi, 55%, nên nó cái tỷ lệ tuyển người thì cũng không có nhiều, chủ yếu mở rộng hoặc là thay thế. Nhu cầu tuyển dụng ở các nhóm thương mại điện tử, công nghệ thông tin, fintech, và các vị trí về digital marketing, về an ninh mạng, chuyên gia về fintech, về phân tích dữ liệu ha, đây là một cái xu hướng các doanh nghiệp họ cần cũng rất là nhiều ở tất cả các ngành luôn. Rồi cái này là cái chủ giá trị nhân sự này rất là quan trọng nè, mà Trinh cũng muốn chia sẻ với các bạn làm chủ doanh nghiệp á, thì các bạn sẽ thấy là bây giờ á, đối với quản trị nhân sự nó là vừa khoa học vừa nghệ thuật, mà đây là một cái khía cạnh là về chuẩn hóa, để mình nhìn một cái hành trình là nó có điều có câu chuyện hết, chứ không phải tự nhiên mình vô mình làm mô tả công việc mình không biết làm vì cái mục tiêu gì, đều có mục tiêu hết, đều có ý nghĩa của nó hết trong quá trình phát triển nguồn nhân lực của tổ chức mình. Thì đi từ tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi thì lúc nào mình cũng có chiến lược kinh doanh, nhưng thường thường các doanh nghiệp sẽ quên, và rất là hiếm doanh nghiệp xây dựng được cái chiến lược của con người, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, rất hiếm công ty có được. Thì thật ra nó khác biệt nó nằm chỗ đó đó, nếu doanh nghiệp nào muốn mà
thực sự khác biệt và muốn đẩy nâng tầm tổ chức của mình phát triển bền vững và lên một cái tầm cao mới, thì cái việc quyết liệt trong việc xem xét chiến lược con người, chiến lược phát triển nhân sự cần phải có như thế nào để phục vụ được chiến lược kinh doanh vô cùng quan trọng. Và trong đó có một cái hoạt động mà vô cùng quan trọng mà hiếm có công ty Việt Nam làm được, đó là cái hoạt động gọi là strategic workforce planning, tức là lên kế hoạch nguồn lực mà một cách chiến lược, nghĩa là mình nhìn luôn cái tổng quan các mũi nhọn về chiến lược kinh doanh của mình trong 3 năm năm tới là gì, thì mình kiểm kê tổng cái những cái mũi nhọn, những cái hướng phát triển như vậy, thì sau đó mình mới đưa ra các cái kỹ năng nào là kỹ năng chiến lược, các vị trí nào là vị trí chiến lược, đâu là vị trí chủ yếu, chủ chốt, đâu là những cái vị trí mà must, tức là các vị trí mà có thể thay thế dễ dàng được. Thì mình nhìn nguyên cái map như vậy, mình sẽ biết là đâu là những cái nhóm kỹ năng nào trong tương lai mình phải xây dựng năng lực đó. Và như vậy mình nhìn vào cái tổ chức của mình thì cái lực lượng hiện tại á, mình cũng lên cái chương trình về đào tạo phát triển trong 3 năm á, là đào tạo cái gì, phát triển cái gì, phục vụ cho kỹ năng gì, nâng cao kỹ năng gì cho tổ chức để phục vụ lại kinh doanh. Thì cái hành trình đó rất quan trọng. Nên cái việc đào tạo nó sẽ không phí phạm. Hiện tại mình đang đào tạo là cứ có nhu cầu học vì mình lấy thông tin từ các bộ phận rồi sao cho đi học, mà cũng biết học cho cái việc gì và nâng cao năng lực gì, phục vụ cho cái chiến lược của tổ chức như thế nào mà có kết nối thành câu chuyện. Thì Trinh thấy cái này hoạt động này là ít hiếm công ty nào làm. Và Trinh nghĩ không phải là với tư duy mình nhỏ là mình không làm, thì là mình lớn mình làm thì không phải. Nếu mình làm từ đầu là mình sẽ biết cách tối ưu hóa nguồn lực của mình. Mình sẽ ra được 3 chiến lược từ cái hoạt động này, đó là chiến lược buy, build, borrow, strategy đó. Tức là mình sẽ mua cầu thủ nào vào. Ví dụ mình nói là muốn số hóa toàn bộ hệ thống, mà trong cái chức năng cấu trúc của mình mà cái chỗ đó, vị trí đó nó chưa có mạnh, không có người nào đạo diễn ở đó hết, là chắc chắn là cái thực thi cái ước mơ mình khó thành hiện thực lắm. Mình phải mua cầu thủ đúng cái vị trí đó vào để giúp mình. Nhưng mà điều phối như vậy thì buy strategy, mình sẽ phải phát triển cái lộ trình phát triển các năng lực nào cần thiết cho tổ chức, cho nguồn lực mình đang yếu. Rồi mình phải có cái biểu đồ đó rất là rõ. Và borrow strategy là mình có thể không cần phải kiếm người toàn thời gian cho hoạt động đó, nhưng mình có thể nhờ chuyên gia tư vấn hay nhờ các freelance, nhờ những cái người chuyên gia hàng đầu để họ giúp cho mình một số lĩnh vực. Ví dụ khi Trinh xây dựng chiến lược cho Tanet thì Trinh đâu có cần phải kiếm một người full time toàn thời gian để làm chiến lược cho Tanet về business. Thật là mình là người hiểu đó, nhưng mình chỉ cần cái framework, mình cần cái người facilitate về chiến lược một cách chuyên nghiệp. Thì Trinh phải 7 năm trước Trinh phải đã làm cái chuyện này rồi, và thuê một cái anh chuyên là làm chiến lược cho các công ty gia đình ở bên Singapore, boutique rất là giỏi, và ảnh qua ảnh training cho leadership để mình làm một cái chiến lược nó chuyên nghiệp. Thì đó là những cái mà mình borrow chất xám, những cái gì mình còn mình thiếu là mình chọn những người giỏi giúp cho mình đi nhanh hơn rất là nhiều. Còn nếu mình tự bơi tự làm lâu lắm mà khi kết quả nó cũng không ra được, mà mình lại dành thời gian quá nhiều cho chuyện mình không chuyên á, thì kết quả nó không tốt, mà lại mất cái cơ hội cho mình để làm những cái việc mình giỏi nhất trong cái phần co, gọi là những cái chức năng chính mà tạo ra giá trị cho tổ chức của mình. Thì cái hoạt động ở dưới là cái hoạch nguồn lực vô cùng quan trọng, từ đó mới liên quan tuyển dụng và liên quan những cái hoạt động khác. Nhưng ở trên đi từ cái góc là cơ cấu tổ chức, mình phải xem lại. Ví dụ mình muốn đang phát triển các kênh truyền thống, mình muốn đẩy các kênh khác, chuyển kênh omni channel tạo ra cái chuỗi giá trị nguyên cái hệ sinh thái đó, mà mình muốn vậy mà trong người của mình cơ cấu tổ chức và các cái chức năng không đi theo để phục vụ được cái hoạt động vậy, thì chắc chắn là mình khó mà thực hiện được, và nó đi lâu lắm. Thì cái chuyện này, cái cơ cấu tổ chức vô cùng quan trọng, mô tả trong việc xem xét lại nó rõ ràng rành mạch, trao quyền như thế nào, rồi chia mới xây cái khung năng lực. Khung năng lực là những cái năng lực để giúp tổ chức để đánh giá và phát triển nhân viên trong lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, mà nhân viên họ cũng rất là cần để muốn biết là mình đi về đâu trong 3 năm nữa. Rồi ở dưới là về KPI, quản lý hiệu quả công việc vô cùng quan trọng, tại vì cái này mới cái mà khác biệt để giúp tổ chức hiệu quả hơn nè. Rồi xây dựng cái hệ thống cấp bậc nội bộ, lương bổng, phúc lợi, KPI, thưởng, sales incentive. Thì bây giờ các doanh nghiệp rất tập trung về cái này, tại vì cái hoạt động này nó giúp cho doanh nghiệp hiệu quả hơn rất là nhiều. Trong việc dùng ngân sách hiệu quả, trong việc tăng lương cũng phải dùng ngân sách như thế nào hiệu quả. Và cái sales incentive rất quan trọng. Bây giờ mọi người sẽ tập trung nhiều ngân sách cho chuyện bonus và sales incentive nhiều hơn, để đẩy cái hoạt động, đẩy hiệu quả và không cạo bằng nữa, và phân định rất rõ.
nhóm nhân viên xuất sắc và nhóm nhân viên trung bình, thì cái việc ngân sách như vậy mới hiệu quả được. Và như vậy kết nối qua cái lộ trình khi mà phát triển chương trình đào tạo phát triển, thì mình làm cái nguồn nhân lực workforce planning rồi, thì đẩy qua chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo, phát triển nguồn lực, chương trình kế thừa đi sang đó. Thì đó là những cái chuỗi nó kết nối để cuối cùng là tổ chức. Bây giờ nhân sự cũng đo lường về index, mình phải có những cái extra metric trong quản trị của mình. Ví dụ mình đặt ra là về tuyển dụng, bao nhiêu tuyển dụng một vị trí, ở cấp nào, bao nhiêu ngày, rồi như vậy thì cái chất lượng ra làm sao, sự chấp nhận offer ứng viên ra làm sao, tất cả đều phải có extra metric hết, đều đo lường được hết, để mình biết được cái quản trị của mình trong cái nguồn nhân lực nó có hiệu quả hay không. Và cái cuối cùng là gì, tăng cái hài lòng gắn kết nhân viên cộng với cái hiệu quả của doanh nghiệp cũng đo được luôn. Lợi nhuận, doanh số, lợi nhuận và doanh số của một nhân viên trong từng năm nó thay đổi như thế nào, thu nhập của nhân viên mình thay đổi từng năm ra làm sao, rồi các chỉ số về chi phí nguồn lực của từng đội nhóm, đội nào hiệu quả, đội nào chưa hiệu quả, đều benchmark hết. Và spend up control là các layer của tổ chức mình đang hiệu quả hay không hiệu quả ở team nào, coi như là đặt như là một cái profit and loss cho từng team luôn á, đến quản trị đến như vậy luôn á, thì như vậy nó mới hiệu quả được. Chứ nó không đơn giản là chỉ tuyển người rồi mình cứ vận hành, mình cứ chạy không. Thú vị lắm, mình làm đúng thì mình sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và cái việc văn hóa, xây dựng văn hóa tổ chức, quản lý sự thay đổi để những cái thay đổi của tổ chức vô cùng quan trọng. Và như vậy nãy Trinh có nói lãnh đạo truyền cảm hứng, thật ra đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp startup á, thì dễ làm hơn, và mình có nhiều cơ hội để mình làm chuyện này lắm. Và đây là những là một yếu tố rất quan trọng để giúp cho mình giữ được nhân viên của mình. Mình tập trung về quan tâm đến đời sống của họ và thực sự yêu thương họ và phát triển họ cùng với tổ chức. Và workforce của mình, các bạn sẽ thấy là theo cái workforce chung thì rõ ràng thị trường mình sẽ rơi vào các cái nhóm millennial với Gen Z rất là nhiều. Do đó nó cũng nằm trong cái nhóm startup. Thì như vậy thì cần phải thay đổi mô hình của mình. Và các bạn dĩ nhiên may mắn là không đi vô mô hình tổ chức theo cấp bậc mà quá cồng kềnh nhiều. Nhưng mà rõ ràng mình cũng sẽ có quyền tạo ra những cái chức năng project linh hoạt nhiều hơn, để nhiều khi có những nhân tài họ có thể là trưởng dự án, thậm chí sếp của họ tham gia dự án đó, sếp của họ làm việc với họ, họ lead cái dự án đó luôn, chứ không phân định vị trí nữa, không có cấp bậc quá nhiều, mà theo kết quả, theo giá trị, theo cái quản trị dự án nhiều hơn. Đó là cách tiếp cận trong cái hành trình sắp tới sẽ thay đổi rất là nhiều. Nên việc trao quyền, nên việc cách kết nối với nhân viên rất là nhiều và thay đổi. Và xu hướng mình á, nhiều lãnh đạo là từ có cái điểm rất là mạnh và từ chuyên môn rất là cao. Nên các lãnh đạo thường thường tập trung chỉ cho nhân viên rất nhiều về cái chuyên môn, giải quyết vấn đề. Nhưng trên thực tế chỉ mà chỉ cách cho họ là họ đâu có tư duy nhiều. Nên bây giờ là cái hướng là làm sao mà lãnh đạo lên một cái tầm nữa là lãnh đạo chú trọng kết quả, nghĩa là mình thảo luận cái kết quả, mình làm sao mình không đi quá sâu, nhưng mình để cơ hội cho nhân viên họ dẫn dắt cái công việc, miễn sao đạt kết quả, nhưng mà tùy năng lực của mỗi người nhân viên mà mình có coaching cho họ, mình hướng dẫn cho họ. Nhưng mà cái tầm cao nhất bây giờ đó là làm sao mình tạo được cái môi trường là những người lãnh đạo truyền cảm hứng, mình thật sự tập trung vào sự phát triển của nhân viên. Mà nhân viên phát triển, nếu mình cho họ cái câu trả lời rồi họ đâu có tư duy đâu, sao họ phát triển. Nên đơn giản người lãnh đạo truyền cảm hứng là người lãnh đạo chỉ là vai trò điều phối thôi, facilitate thôi, tạo ra nhiều cái meeting mà có nhiều brainstorming, có những cái điều phối, có cấu trúc, có planning, có kế hoạch tốt, để làm sao phát triển được tư duy của nhân viên của mình, trao quyền nhiều, tin tưởng và trao quyền nhiều cho nhân viên, để họ cảm thấy rằng cái thành công của tổ chức này là thành công chung, và tôi cảm thấy tự hào, tôi có góp phần vào thành công của tổ chức. Thì đó là cách mà mấy bạn trẻ cũng rất là thích. Chứ họ cũng không thích là chỉ cho họ trước và làm vậy làm kia, là họ không có tư duy nhiều. Mà người lãnh đạo mà cho người nhân viên thoải mái quá, không phải suy nghĩ, không phải đau đầu á, là thật ra mình nghĩ mình thương nhân viên, nhưng mà mình đang hại nhân viên mình. Giống như cha mẹ mà dạy con mà là babysitter, cũng như là chăm hết từ đầu đến cuối, là như đang hại con mình. Bây giờ phải cho con mình té, phải cho con mình trải nghiệm, phải cho con mình có những cái thách thức thì nó mới phát triển được. Nhân viên cũng như vậy. Người sếp giỏi là người sếp để nhân viên mình bận rộn và với những cái tư duy khác nhau, có những cái tư duy khác nhau, thách thức khác nhau và giải những bài toán khó hơn, thì mình mới
phát triển họ được trong cái hành trình cứ mỗi quý là thấy khác. Và như vậy không phải chỉ trong công việc, yêu thương họ cả trong cuộc sống, cả trong cách tư duy, cả trong cách ứng xử của cuộc sống, thì họ cảm nhận rằng họ trở thành một cái phiên bản tốt hơn mỗi ngày khi mình họ làm việc với sếp. Như vậy rõ ràng cái người truyền cảm hứng vô cùng quan trọng, cũng không ai là sếp, cũng không ai là ông chủ, mà mình thật sự là đồng nghiệp của họ, tạo niềm tin và thật sự kết nối, chia sẻ, hợp tác, coaching giúp cho họ thành công. Nhân viên mình thành công phát triển nghĩa là mình thành công phát triển đó, thì đó là cái vai trò của người sếp hay các người leader trong một tổ chức vô cùng quan trọng. Và nếu ai cũng hiểu được cái mission này, ai cũng hiểu được cái hoài bão và cái hành trình làm sếp như vậy mà đều mong muốn khát khao cái điều đó đấy, thì tổ chức nó rất là tốt và nó đồng bộ từ trên xuống dưới luôn, chứ không phải ở cái người chủ không. Và các doanh nghiệp họ mong muốn sự minh bạch, rồi rất là tập trung chất lượng và trao quyền, cũng như đặt là những giá trị rất là quan trọng, cởi mở, chia sẻ là quan trọng. Thì đối với Việt Nam thì xu hướng tương lai mình ứng dụng công nghệ rất là nhiều, linh hoạt nhiều hơn nữa, và khuyến khích môi trường đổi mới sáng tạo và cho thất bại, cho fail fast, cho thất bại nhanh, thử nghiệm và đi tiếp. Thì Trinh nghĩ cũng rất là quan trọng. À, hôm trước trong cái buổi hội thảo webinar về sale marketing 4.0 á, Trinh thích một cái concept của chị Uyên. Chị nói á, là Coca họ cho phép 70-20-10. 70 là cho phép nhân viên họ làm những cái gì mà họ đã quen rồi và tự tin rằng đó là những kết quả tốt. Nhưng mình cũng khuyến khích nhân viên 20 là nhân viên họ làm một số hoạt động họ đã làm rồi nhưng mà chưa chắc kết quả làm sao, và họ vẫn khuyến khích để làm, để hướng về một cái sự đột phá hơn. Nhưng 10% lúc nào cũng cho 10% trong công việc là những cái gì hoàn toàn mới chưa bao giờ làm. Và có những ý tưởng hay cứ thử nghiệm đi, có thể sai trong một cái chừng mực mình có thể quản trị được. Và cứ thế làm thì nó sẽ có những cái đột phá mới. Thì đó là cái cách mà mình sẽ có những cái cách tiếp cận nó càng ngày càng đổi mới, sáng tạo, đột phá hơn. Và khuyến khích nhân viên họ phải tự tin thì họ fail họ mới tự tin, chứ không mình cứ chặt quá thì họ cũng ngại, họ cũng cầu toàn, cũng không có dám làm gì hết. Và đặc biệt làm sao phân phối xuống được cho các cấp ở dưới mình phụ trách cái mảng profit and loss và chi phí luôn. Giống như công ty Trinh 300 người, 50 leader, trước đây chỉ có 10 leader ở đứng đầu ngành á, là họ phụ trách luôn profit and loss như là on một doanh nghiệp vậy, là họ quản trị từ đầu đến cuối cả năm luôn. Trinh chỉ discuss ngày đầu năm thôi. Nhưng mà bây giờ năm nay Trinh đổi, Trinh trao xuống ở dưới cấp 50 người luôn và training cho họ những cái concept về finance, non-finance, quản trị tài chính như thế nào, quản trị chi phí làm sao. Và họ là người quyết định trong cái team của họ là với cái chi phí này tôi làm tăng doanh số là có lợi, hay tôi quản trị cái chi phí là có lợi, là làm sao tôi có lợi nhuận, và cái lợi nhuận đó được share về cho nhân viên. Thì đó là những cách quản trị rất là mới. Như vậy thì nó kích thích mọi người, giống như mình làm chủ cái business của mình vậy đó. Chiến lược là cái góc nhìn mình làm rất là nhiều đối tác khác nhau, đối tác từ chủ giá trị cho khách hàng của mình, cho đối tác về nguồn lực, phát triển nguồn lực của mình, hay là những cái đối tác về công nghệ, hay những tất cả các đối tác là mình nên có xây dựng cái chiến lược partnership. Cái đó rất là quan trọng, và giờ ai cũng cộng hưởng với nhau những leverage, những cái lợi thế lẫn nhau để tạo ra giá trị mà. Và cần phải lift up các cái kỹ năng thiết yếu cho tương lai mà mình phải dự báo trước được trong ngành của mình những kỹ năng nào cần thiết cho cái ngành của mình và cho cái doanh nghiệp của mình. Tăng cường gắn kết nhân viên, truyền thông nội bộ rất quan trọng, và trao quyền. Và Trinh luôn luôn trong các buổi chia sẻ của Trinh, Trinh rất thích cái flow này. Cái này giống như Maslow, rất là dễ nhớ. Thì mọi người sẽ thấy giống như Maslow vậy đó. Cơ bản nhất là tiền lương, phúc lợi, những cái rất cơ bản. Thì mình có thể trả vừa đủ cạnh tranh trong ngành mình là ok. Miễn làm sao đẩy mạnh cái sales incentive, đẩy mạnh các cái chính sách bán hàng thật là tốt, thật là kích thích. Làm sao tạo được cái quỹ ngân sách mà làm càng nhiều, hưởng càng nhiều. Các cái chính sách bonus thưởng năm, thưởng hiệu quả thật tốt là phần chia sẻ thôi, chia sẻ lợi nhuận về cho nhân viên mình thôi, thì mình làm cái này thật là tốt là ok. Nhưng mình làm cái này tốt, đối thủ mình có thể copy dễ dàng, đúng không? Nhưng cái mức độ thứ hai thì khó copy hơn, là làm sao mình xây dựng được các cái chương trình hoạt động cho nhân viên họ thực sự phát triển, không phải chỉ thăng chức mà có thể mở rộng nhiều loại công việc khác nhau, mở rộng theo hàng ngang, để họ cảm thấy lúc nào cũng được học hỏi, lúc nào cũng được phát triển trong cái môi trường này, và cho họ sự linh hoạt, sự thoải mái, hướng về kết quả, tin tưởng họ,
và đặc biệt cũng quan tâm đến cái vấn đề cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và yên tâm. Và bây giờ cái tâm lý ổn định công việc rất quan trọng. Nên nếu mình vẽ được cái hành trình cho tổ chức và chia sẻ nhân viên thì họ yên tâm đồng hành với mình lâu dài. Nhưng mà cái cuối cùng khác biệt doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia đó là tạo ra câu chuyện cho doanh nghiệp mình. Có những cái chương trình gì, có những mục tiêu gì rất là độc đáo, rất là khác biệt, mang lại giá trị cho cộng đồng, mang lại giá trị cho người tiêu dùng, mang lại gì, giá trị gì cho đất nước Việt Nam. Thì mình sẽ kết nối các câu chuyện đó thật lại với nhau để người nhân viên họ thấy rằng họ đồng hành với tổ chức này, họ cảm thấy họ đóng góp được một phần cho xã hội, họ cảm thấy họ tự hào với cái hành trình họ cùng với tổ chức và thuộc về tổ chức này. Và khi mình chia sẻ chiến lược và tầm nhìn của tổ chức mình á, không phải chỗ đó chỉ cho lãnh đạo biết, mà cái phần thực thi mới phần quan trọng. Mà thực thi thì nhân viên họ hiểu, họ mới giúp mình thực thi được. Thì cái việc chia sẻ truyền thông vô cùng quan trọng, giúp cho họ cảm nhận là họ yên tâm đồng hành lâu dài với tổ chức này. Và Trinh hy vọng rằng là nếu chúng ta thực sự yêu thương nhân viên, yêu thương khách hàng và mình làm những cái giá trị quan tâm đến con người và đầu tư về phát triển nguồn nhân lực, không bao giờ lỗ, bảo đảm là có lời, lúc nào cũng có lời hết. Thì hy vọng rằng là cái phần chia sẻ này cũng hỗ trợ cho mọi người có một cái nhìn chung về cái câu chuyện quản trị nguồn nhân lực như thế nào.